Em xin chào tất cả các bác yêu Lan trên mọi miền Tổ quốc. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ một cái nội dung liên quan đến kích ki trên những cái thân mà mới thắt ngọn, để cho các bác cùng nắm được nhé. Nội dung này thì cũng khá nhiều bác chia sẻ rồi đó, và em cũng đã từng làm về nội dung này cách đây khoảng độ 1 năm hoặc hơn 1 năm gì đó rồi. Nhưng mà hiện tại thì đang là mùa để mình nhân giống, cho nên tiện thể quá trình mình làm thì mình chia sẻ cho anh em cùng nắm được và cùng thực hiện làm vào cái thời điểm này. Thì em mời các bác cùng xem nhé. Trước khi đi vào vấn đề chính, đó là chúng ta nhân ki từ những cái thân phi điệp, gọi là thân tơ. Thì em sẽ nói về một cái nội dung rất là quan trọng mà nhiều người, nhiều bác biết cách thực hiện nhưng chưa hẳn đã nắm được cái nguyên tắc để chúng ta làm sao đó cho chất lượng ki nó lên một cách là tốt nhất. Thì để cho chúng ta nhân ki ở những cái thân phi điệp, thân tơ phi điệp này, thì trước hết các bác phải nắm được hai cái vấn đề rất là quan trọng, đó là thời điểm và lựa chọn thân để thực hiện kích. Thì ở đây chúng ta chú ý nhé, về thời gian thì nó sẽ vào khoảng từ giữa tháng 11 dương cho đến hết tháng 1. Ở đây phải nói là cái khoảng là như vậy đấy các bác. Bởi vì nếu mà ấn định vào thời gian bảo là ngày bao nhiêu thực hiện hạ thân và kích thì nó chưa đúng đâu. Bởi vì cái cây phi điệp á thì nó phát triển, nó có cái biên độ khác nhau, cho nên chúng ta không thể áp đặt về cái thời gian được. Ví dụ như trong cái thời gian đấy, cái ngày đấy mà cây phi điệp của chúng ta nó chưa đến cái thời kỳ thắt ngọn thì chúng ta không thể dùng nó để ươm ki. Tất nhiên ươm cũng được, nhưng mà đang nói về phần cái chất lượng đấy các bác. Cho nên phải xác định được cái khoảng thời gian. Thì ở đây em nhấn mạnh là nó rơi vào khoảng giữa tháng 11 dương lịch cho đến hết tháng 1. Đây là cái khoảng thời gian mà đa phần những cái cây phi điệp của chúng ta nó ở cái trạng thái là thắt ngọn, xuống lá để chuẩn bị vào mùa nghỉ. Đó. Cho nên vấn đề đầu tiên là khoảng thời gian là chúng ta phải nắm được nhé. Đây là khoảng thời gian gọi là tốt nhất trong năm, gọi là thời gian vàng để việc kích ki trên những cái thân phi điệp, gọi là thân tơ. Vấn đề thứ hai là lựa chọn thân. Thì chúng ta trên một rề phi điệp thì cũng sẽ có những cái thân thắt ngọn trước, có những cái thân thì thắt ngọn sau. Và khi mà lựa chọn thì chúng ta phải lựa chọn những cái thân mà nó mới thắt ngọn. Có nghĩa là nó ở cái giai đoạn đầu tiên, khi mà nó đã tích lũy đủ cái dinh dưỡng xuyên suốt 1 năm để chuẩn bị cho cái việc vào mùa nghỉ. Ví dụ như cái thân này là cái thân mới thực hiện thắt ngọn. Đấy ạ. Đấy, thắt ngọn thì cái đầu ngọn nó túm lại và chúng ta sờ đây là có cảm giác có lá, nhưng mà nó không còn cái độ phình ngọn của nó nữa, không còn thân nữa, chỉ còn cái đầu lá đầu thôi. Đó, như vậy thân này là mới thắt ngọn. Đó. Còn như thân này thì nó đã thắt ngọn trước đó rồi và nó tút hết lá rồi. Đó, thân này tút hết lá. Thì thân này em sẽ giữ lại để em chơi hoa. Còn những cái thân mà mới thực hiện thắt ngọn thì mình thực hiện, mình nhân giống ở trên những cái thân đó. Đó. Em ví dụ như là hai ngọn này trên một giỏ. Thì các bác thấy, ví dụ như ngọn này thì ngọn nó vẫn chạy tiếp,
Đấy, ngọn vẫn chạy tiếp, chưa có hiện tượng thắt ngọn. Thì chúng ta cứ để vậy đã. Đó, cứ để vậy chứ không thực hiện cắt. Còn cái ngọn này là cái ngọn mà đã thắt. Đấy, nó đã túm rồi, sờ vào đây là chúng ta thấy ngay được cảm giác đấy. Nó đã túm rồi. Thì ngọn này đã đủ để chúng ta thực hiện sử dụng nó để nhân kỳ. Đó. Như vậy, cái quan trọng là chúng ta phải lựa chọn cái thân nó mới thực hiện thắt ngọn để chúng ta thực hiện nhân kỳ thì nó tốt nhất các bác nhé. Theo cái xu hướng chơi lan thì em nghĩ dần sẽ chuyển dịch sang cái phần chơi dòng thân thủ. Đó. Bởi vì thực tế mà nói là giò phi điệp nó theo chúng ta là một cái thân này nó xuyên suốt một năm. Thì đa phần là chúng ta nhìn ngắm cái thân của nó thôi. Chứ còn hoa thì gần như là nó cũng na ná giống nhau. Nó chỉ khác nhau một số những cái tính chất thôi. Khác nhau ít lắm. Nó không phải là nhiều đâu các bác. Cho nên là dần dần anh em sẽ ngộ nhận ra được một cái vấn đề. Là hoa thì nó chỉ là một phần và nó là một cái khoảng khắc rất là ngắn trong cả một cái chu kỳ và thời gian của cây lan. Chúng ta nhìn ngắm những cái cây phi điệp mà nó thân thủ phi phàm thì em nghĩ rằng là nó sẽ nhìn nó sẽ đẹp hơn trong cái vườn. Và hoa thì nó vẫn là hoa phi điệp, nó vẫn có những cái tính chất của nó. Đó. Cho các bác xem một số những cái dòng thân thủ mà hôm nay em sẽ thực hiện để em nhân kỳ nhé. Đấy, những cái ngọn này đã thắt ngọn rồi. Và hôm nay em cũng sẽ nhân kỳ ở những cái dòng này. Thân và lá của nó rất đẹp đấy các bác. Thân và lá rất đẹp. Những cái ngọn này, nó đã thắt các bác này. Đó, rất dài. Và hôm nay em cũng sẽ hạ thủ luôn để nhân kỳ cho cái mùa tới. Đấy, chậu này nữa các bác. Thân cực kỳ to luôn, nù, ngắn rụt rịt và lá tròn xoe, dày cộp. Đấy, lá tròn xoe luôn. Rất cứng các bác ạ. Đó. Nhìn những cái cây như thế này là thấy nó cũng sướng mắt rồi. Những cái cây này là nó theo cái tố chất từ cái thế hệ ông bà nhé. Đây này, thế hệ ông bà này. Đấy. Đốt rất là ngắn. Cho đến thế hệ sau này. Đó. Và những cái kỳ nó đang lên rồi các bác này. Đó đấy, đang sưng lên và lên rồi. Đó. Gần như là 100% luôn, các mắt đều lên hết. Và đây là em đang để được trên cây nhá. Chứ còn tới đây thì đúng mùa nó và số lượng nhiều thì em sẽ cắt đấy. Em sẽ thực hiện em cắt thân để em nhân. Rất là to. Mầm gốc lên các bác này. Đó, những cái mầm gốc đang nhú lên. To kinh khủng luôn. Giò này cũng cắt để nhân giống nhá. Nó lên đến 1m9. Thân dài nhất là lên 1m9. Và những cái ngọn của nó các bác này đã thắt. Đó, thì chúng ta sẽ cắt những cái thân này để thực hiện nhân giống. Rồi bây giờ thì em mời các bác xem nhé. Các bác ạ, như vậy là em mới thực hiện cắt xong thân, hạ thân xuống. Và em phải dùng cái thang này các bác. Đấy, em dùng cái thang để em trèo lên em cắt. Và chỉ có một mình làm thôi, không có người cầm máy để quay đó, nên là em không quay được cái vấn đề thực hiện cắt cho các bác xem. Nhưng mà về cái cơ bản thì cắt như thế này. Thứ nhất là một cái giò như thế này thì trước đó thân nó khá là nhiều, thì em chỉ để lại, em không có cắt hết nhá. Em để lại lấy vài thân để thứ nhất là đánh dấu giò, cái thứ hai là chơi hoa, và cũng như là để cho vẫn duy trì được một cái giò lan đẹp. Chứ mình không nhất thiết phải nhân giống mà nhân toàn bộ luôn.
Bởi vì trong một cái vườn thì biết bao nhiêu giò. Nếu mà cắt hết thì có lẽ là không có chỗ để nhân kỳ đâu các bác. Đấy. Thì em cắt là như thế này. Với một cái thân này thì em thường em để lại từ 20 đến 30 sen nha. Em cắt thân đi và để lại từ 20 đến 30 sen. Đó. Để cho mục đích của nó là nó sẽ nuôi cái mầm gốc. Đó. Nó nuôi cái mầm gốc khi nó lên. À, những cái thân này em đều cắt như vậy cả đấy các bạn. Đây. Những cái thân trong đậy này các bác này. Đó. Dòng này lá rất là to. Bản lá to và thân cực kỳ lớn luôn. Nó dài lên đến mét 9 này. Đó, tận xuống đáy giàn này. Đó. Thì em cắt là như vậy nhá. Cắt và sau đó mình thực hiện bôi keo liền sẹo ngay. Em dùng keo đen của Mỹ á. Em thực hiện em bôi liền. Cắt xong là bôi luôn. Đó. Rồi, và bây giờ thì ta xuống cái chỗ cái thân cắt các bác nhé. Các bác đang nhìn trên màn hình thì đây là những cái thân phi điệp mà em mới thực hiện em cắt đây ạ. Đó. Em mới cắt được một khu vực thôi. Và nó cùng là một dòng. Đó. Cho nên là mình cắt như vậy thì nó sẽ tiện trong vấn đề là đánh dấu. Ngày hôm nay làm khu vực này, ngày mai làm khu vực khác. Đó. Thì nó cùng dòng như vậy là mình dễ trong cái vấn đề là đánh dấu kỳ sau này để tránh cái trường hợp nó nhầm lẫn. Đấy, khi mà thực hiện cắt xong thì các bác sẽ bôi keo liền sẹo ngay nha. Đấy, chúng ta bôi keo liền sẹo vào cái vị trí vết cắt cho nó. Và em sử dụng keo đen của Mỹ. Đấy, bôi liền để cho tránh trường hợp là cái dưỡng chất ở trong thân nó trào ra thì mình thực hiện bôi. Và với keo liền sẹo này chỉ cần khoảng độ 5 đến 10 phút là nó khô rồi. Đó. Và khi mà chúng ta cắt xong thì bôi keo liền sẹo xong thì các bác sẽ để ở trên một cái mặt sàn theo hướng nằm ngang là tốt nhất, không nên treo dọc nhé. Vì sao lại để nằm ngang? Bởi vì trong một cái thân này thì nó có cái phần dưỡng chất các bác, dưỡng chất của cây. Thì khi chúng ta treo lên á, thì dinh dưỡng nó sẽ chạy ngược lên. Ví dụ như em treo thẳng thế này thì dinh dưỡng nó sẽ tập trung ở cái phần trên. Đó. Cho nên là mình nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng của cái phần trên kia. Đó. Cho nên mình cứ để nằm ngang về để dưỡng chất nó được hài hòa trải đều trên cái thân. Đó. Và cái tiếp theo là em cũng không có thực hiện là ngắt lá. Khi cái ngọn này nó đã thắt rồi thì lá nó tự khắc nó sẽ rụng và rụng một cách tự nhiên. Thì các cái vị trí này nó sẽ không bị tổn thương. Đó. Không bị tổn thương các bác nhé. Để vậy là tự khắc nó rụng thôi. Chứ nếu chúng ta ngồi chúng ta vặt hết đi thì nó sẽ tạo thành những cái chỗ mà có thể là gây tổn thương cho thân. Và khi có nước vào thì dẫn đến tình trạng bị hỏng thân, bị thối đó. Cho nên là tốt nhất chúng ta cứ để nguyên lá như vậy. Để tự khắc. Tầm khoảng độ 1 tuần đến 1 tuần rưỡi là lá nó sẽ rụng hết các bác. Đấy, nó vàng dần và rụng hết. Đấy. Khi mà cái thân nó chỉ còn lại một mình, nó hết rụng hết lá rồi. Nó còn lại mình cái này thôi. Ví dụ thân này là khoảng độ 1 tuần rưỡi là lá nó như thế này. Nó vàng, nó rụng hết. Đấy. Còn lại cái thân này. Đấy. Thì khi đó chúng ta sử dụng thuốc kích ki để chúng ta thực hiện phun. Em thì em hay dùng thuốc kích ki của Nhật. Các bác có thể sử dụng một số những loại thuốc kích ki khác cũng được. Ví dụ kích ki duy xanh. Đấy, pha theo cái tỷ lệ hướng dẫn. Và thực hiện là phun tầm khoảng độ 1 đến 2 lần. Mỗi lần cách nhau 5 ngày. Đó. Vậy là cái tỷ lệ ki nó sẽ lên nhiều hơn. À, với thời điểm này thì những cái thân phi điệp của chúng ta nếu cắt đúng mùa và thân đã thắt ngọn đủ thì khả năng lên ki nó sẽ rất là cao, đôi khi không cần dùng thuốc. Tuy nhiên nếu chúng ta tác động một cái lượng thuốc nhỏ thôi thì cái tỷ lệ ki nó sẽ đảm bảo được nhiều hơn, nó gần như là tầm 95 đến 97%. Nó ít khi có cái mắt nào nó không lên lắm. Đó. Thì để như thế này tầm khoảng độ rơi vào 3 tuần thì những cái mắt ở đây nó sẽ có là hiện tại bây giờ nó đang là những cái mắt ngủ. Thì nó sẽ chuyển dịch sang cái cơ chế là mắt thức. Có nghĩa là nó sưng lên và mắt nó lồi lên, u lên. Thì đấy gọi là mắt thức. Và khi đấy chúng ta có thể là chia khúc. Khi nó chuyển dịch từ mắt ngủ sang mắt thức rồi chúng ta bắt đầu cắt ra để thực hiện chia khúc.
Chứ bây giờ không nên chia các bác nhé. Cứ để vậy thôi, không nên chia. Chia khúc khi mà nó đã chuyển từ trạng thái mất ngủ sang mất thức các bác nhé. Đó. Và hàng ngày thì chúng ta vẫn thực hiện là phun sương một cái lượng rất ít. Nếu như chỗ nào, khu vực nào mà độ ẩm cao thì không cần phải tưới, cứ để vậy thôi. Mà nó tự khắc là nó sẽ chuyển đổi từ mắt ngủ sang mắt thức đấy các bác. Và cái khu vực để là phải lưu ý tránh ánh nắng mặt trời nha. Đấy, tránh ánh nắng mặt trời, để nơi thoáng mát. Đấy, như chỗ em đây. Đấy, khu vực đây. Thì ở hai bên này là bê tông, thì khu vực giữa sẽ là để nền đất. Đấy, khi có lượng nước tưới ở trên xuống thì đất này sẽ là khu vực mà nó trữ nước và nó bốc hơi lên. Thì ở cái trên này, sàn này nó sẽ rất là mát đấy các bác. Đó. Để hàng cây giống như thế này sẽ rất ổn định. À, cũng không nên bê tông hóa hoàn toàn các bác nhé. Bê tông hóa hoàn toàn nhiều khi nhìn nó sạch sẽ đấy, nhưng mà nó lại không có lợi đối với một số những khu vực mà chúng ta dùng để ươm cây con. Như vậy thì video ngày hôm nay em đã chia sẻ cho các bác cái cách để thực hiện mình nhân ki từ những thân tơ của cây phi điệp. Mùa này là mùa rất thuận lợi. Khi chúng ta thực hiện cắt những cái thân này thì cũng rất là sót, tại vì nó đã theo chúng ta một năm trời. Nhiều bác sẽ không muốn làm cái điều này, nhưng do để có được cái giống chia sẻ và cung cấp cho các bác thì những nhà vườn thì đều phải thực hiện theo cái cơ chế như thế này để đảm bảo được cái lượng giống và cung cấp ra cho thị trường anh em chơi lan. Nếu các bác cảm thấy video hữu ích, đừng quên đăng ký kênh để thường xuyên nhận được những cái video mới nhất của em về chủ đề phong lan. Chia sẻ và like để nhiều người khác cùng được xem video này. Em xin chân thành cảm ơn và chúc các bác sức khỏe.